Xin chào tất cả mọi người đến với kênh của mình. Hôm nay thì mình chuyển qua một cái chủ đề về cách làm chuồng lợn tiền lời nha mọi người nhé. Cái chuồng lợn của mình thì chiều dài 13m và chiều rộng là 8m. Mình chia ra hai ô. Một bên này thì mình nuôi lợn thịt. Đây. Bên này thì mình nuôi lợn nái nha mọi người nhé. Hiện tại mình trong ô chuồng mình đang có một số loại lợn như là lợn rừng này, lợn mán này, đây, bên kia là lợn rừng nhé, lợn trắng này, đó đầy đủ hết các loại lợn để cung ứng ra thị trường một cách đa dạng thì mình nuôi rất nhiều loại lợn nhé. Thì hôm nay mình chủ yếu là chia sẻ các bạn cái cách làm chuồng đơn giản, chuồng lợn nái đơn giản mà hiệu quả nhé mọi người nhé. Thứ nhất là mình làm cái máng này này, thì như truyền thống thì mình thường là xây ở trong. Thường là mình xoay ở trong như thế này nhá, là nó mất vệ sinh khi cháu ăn ấy, rất là vất vả. Khi mà nó ăn dư thừa thì mình cho ăn nó bẩn, phải lau chùi tốn công đấy, nên là mình đã nghĩ ra cái này. Thứ nhất là cái máng ăn này là mình lấy từ cái máng ăn của lợn nuôi lồng đấy mọi người. Mình chế vào cái ô chuồng nuôi xây dựng bằng thủ công truyền thống như mọi người nhé. Đó, rất là đơn giản. Đây là mình chỉ cần lắp vào trong cái cửa này. Cái cửa lần nãy thì mình làm rộng ra một chút nhé. Cái này mình rộng 60 phân. Rồi lắp cái này tầm 40 phân nhé. Lắp vào đây rất là vừa khít vừa ok luôn. Cái ưu điểm của cái này là tiện lợi khi cho ăn nhé. Với giữ sạch sẽ khi mà không vương vấn cái bẩn vào. Đây này. Khi cho ăn thì mình chỉ cần mở ra cái này là ok, đó thấy không, đó, rất đơn giản. Đó, khi mà lợn nó ăn thừa đấy thì mình có thể là mở ra đấy, thả xuống thế này. Ồ, ok rồi, chỉ cần đổ ra hoặc lau chùi thôi. Đây là hôm nay trời nắng mình đổ nước vào cho nó uống thôi, chứ bình thường là mình cho ăn khô cho nên không bao giờ phải dọn dẹp đâu. Đấy, đó là ưu điểm của mình nhá, ưu điểm của cái này. Thứ hai nữa là khi mà dọn cái chuồng trong kia là nó nước nó không vào được cái này này, cho nên giữ cái cây mang ăn luôn sạch sẽ này. Đấy, cái nền chuồng thì đỡ được một số diện tích, nhưng nếu mà mình làm cái máng xây ở trong này thì, nó không được tiện khi mà cho ăn, rồi khi dọn dẹp nó rất là khó, cho nên là các bạn có làm thì nên làm như thế này rất là ok. Trừ các bạn mà nuôi lồng thì nó có sẵn cái này rồi thì không cần phải làm. Nhưng mà các bạn nuôi chuồng mà xây như thế này thì có thể nên làm cái này, rất là tiện lợi nha mọi người. Đó. Nói luôn là cái chuồng mình thì chiều dài tầm gần 3m, mình không nhớ được. Còn chiều rộng là 2m, 1m7 nha mọi người nhé. Là con nái nuôi rất ok rồi. Cả cái chuồng này là nuôi cả lợn sinh sản, cả nuôi con rất là ok. Vì diện tích nó rất là vừa đẹp, dài 3m, rộng 2m là rất ok rồi. Đó, như đây 8m thì mình làm được 1 2 3 4 5 6 7 ô mọi người nhé. 7 ô, 8m là mình làm 7 ô. Mà bên này thì mình đang nuôi lợn thịt đấy mọi người nhé. Đây là lợn rừng của mình này, mình cho ăn máng từ đồng luôn. Đó, thấy chưa, rất là rộng rãi. Cái ô này mình chỉ tính nuôi được 20 con, nhưng hiện tại thì lợn mình mới sinh được 8 con, mình mới nuôi riêng đó. Bên này là một dãy của lợn thịt nha mọi người nhá, mình đang làm 2 ô, còn 1 ô mình đang đổ đất chưa xong. Đó, cái này chuồng này mình làm cái nó xây lên rất là cao, tầm 1m2, bởi vì mình nuôi cả lợn rừng, lần rừng thì nó phọt cao cho nên mình làm cao mọi người nhé. Đấy, và cái này mình hướng tương lai là làm cái chuồng khép kín, cho nên là mình xây 2 bờ tường rất là cao, chỉ trừ những ô cửa để lắp kính vào. Đây, lắp ô gió này, nhưng mà hiện tại thì mình chưa có điều kiện cho nên chỉ làm như thế này thôi, tạm nuôi như thế này đó, nó cũng thấy ok rồi. Đó, nó là sơ lược một số cái chuồng của mình. Đấy, nó rất là đơn giản cho nên là mình cũng muốn chia sẻ cho các bạn xem nó thấy con lợn nó ăn rất ok. Thì cần nếu mà cho ăn thì cần
múc vỏ hoa đổ vào đây thôi cho ăn sạch sẽ. Ăn không hết thì mình mở ra rồi lau chùi sạch sẽ. Đấy, ok. Từ khi mình lắp cái này thì ít khi phải lau dọn nữa. Thường thì mình cho ăn cái số lượng là vừa lần ăn vừa hết cho nên là không phải dọn. Đấy, nên là nó cao ráo như thế này thì khi mà rửa chuồng thì nó không bị bẩn cái máng ăn. Nếu mà mình để xây thấp cái này lần nó thường nó dầm vào đấy thì rất là bẩn vì nó đôi khi lúc nó còn đi vệ sinh trong nữa. Đấy, đó là cái nhược điểm của cái xây chuồng, xây cái máng ăn thì không không được tiện lợi. Đó. Cho nên là mình nảy sinh ra ý tưởng làm cái chế cái máng ăn phô máng ăn của lợn nuôi lồng ấy mình chế vào đây là rất ok. Cho nên nhiều điều có những cái nhược ưu điểm thì mình chia sẻ cho các bạn cùng xem đó. Thế video lần cách làm cái món ăn của mình xin kết thúc tại đây nhá, nhớ xem và chia sẻ cho mình. Đấy, và các bạn nào có ý định làm chuồng nuôi nái theo truyền thống thì có thể là cùng theo mình làm, hoặc là ý tưởng của các bạn xem thế nào, có thể từ ý tưởng của mình có thể làm cho bạn cái ý tưởng khác có thể hay hơn, chia sẻ cho mọi người xem đó. Ok, xin chào mọi người nhé.